chọn cả anh một mông mực hơn đây. Trời ơi. To dữ vậy? Con đây bình thường không? Đặt mực này á, đặt mực hay đặt cá ngừ này kia. Ờ. Có thể liên hệ qua bạn của Toàn nha. À. Ủa vậy anh qua mình định sống đâu? Ôi thôi. Kéo qua anh ơi. Trời quá lạnh luôn. Lạnh quá anh em ơi. Rồi số điện thoại mình sẽ để ở đây để nói cho cả nhà có thể tham khảo nhiều nha. Đấy mà. Nặng nha. Ôi. Ờ đây Dương, sao Dương? Ủa em đi. Để em. Mà ngày lại đây thơm thơm cái người. Ê chị thử em được không? Trời. Cái phần cắt cái đầu nó ra là một trong những cái phần mà rất là vất vả đó cả nhà. Siêu bén luôn á. Trời ơi. Đánh không? Ôi. Ôi. Chị Vy Lê là sạch thịt sạch luôn, không còn dính xương nữa. Tất nhiên là nay thì tận mắt chứng kiến cái cách chị Phượng làm thì mình mới thấy là để ra những cái thớ mà thịt cá ngừ cho mình ăn sushi hay là sashimi á, công phu lắm. Giờ Dũng từng câu được con cá là 93 kg. Con cá đó là kiểu như là lớn nhất từ trước tới giờ em câu luôn. Xin phép là phải mình đã đặt 30 hũ bên Toàn để đem về tiệm á cả nhà. Bây giờ mình phải cho cả nhà xem ở bên kênh mình. Món mực này rất là hấp dẫn của bên bạn Toàn nha. Đây là mực riêng của mình nha anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu mua ủng hộ mình thì cứ liên hệ Zalo trực tiếp số này giúp Toàn nha. Số điện thoại đọc luôn. 0937 6836 139. Đúng rồi. Anh em cứ thử hũ 300g nha anh em. Ờ. Đây. Đây camera ơi. Em. Một hũ 300g. Em bắt đi anh. Rồi. Đó thì mình có ớt nữa. Con tươi, con tươi. Wow. Đã chưa? Cái ăn là sống mà ăn quá này, cái kiểu như mình là quay lờ thăng bằng rồi. Quay lờ mặt đất đúng không? Đã giờ có một phút này thôi mà ăn quá trời người luôn. Quá ngon. Cái mực thanh vị mà. Đúng rồi. Mực rim á. Mực này một hũ là bao nhiêu Toàn? 140.000 là quay. 140k cả nhà. Rồi. Đây, em định xác này. Chị xác cho Phụng thưởng thức một cái. Ủa cái này ăn được luôn hả Toàn? Nó béo, nó ngon hơn cái thịt trên đây. Nó có sữa mỡ. Đúng rồi. Ngon quá. Cái mình xin phép là mình ăn cái này nữa rồi mình sẽ kết. Được không Linh? Ngon. Mời ngon, Toàn ngon, nha. Tanh không Linh? Không. Không tanh đúng không? Hồi nãy mang cái kia em nạo ra mà còn không tanh mà. Cũng thế thôi. Vô. 2, 3. Vô. Mọi người nha. Mời cả nhà. Hello cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Nay là một buổi chiều ở Hoài Nhơn nha. Rồi, bây giờ mình đi vô coi Toàn sẽ dẫn mình đi đâu nha. Yeah. Trước khi vào thì cả nhà ủng hộ cho kênh của Trung Bamboo nha. Dương Nu Ba. Rồi, và bạn Dương Nu Ba đang cầm máy. Rồi, em gắn vô đi, gắn máy đi. Quay mấy shot nhỏ nhỏ. Trung đang tập tành làm máy cả nhà nên cả nhà hãy kéo vào ủng hộ cho những thước phim đầu tay của Trung. Dạ. Mai mốt Trung lên nút bạc này kia thì mình sẽ là người đồng hành đầu tiên. Bây giờ quên anh trai mình. Wow. Nghe mùi rồi đó. Nghe mùi biển rồi. Nghe cả mùi nhà. Biển rồi. Ờ đây anh Toàn nè cả nhà. Rồi, bây giờ nay đã lên chở cá đồ lên tình tình trạng hết trơn rồi, bây giờ mình quay sơ anh em mình vô tham quan cái kho. Ok này, ok. Của đây xíu. Trong mình đây. Bên đây có cá không anh? Tại khai cá mà nó thùng hết rồi. À. Tại kho hết nhưng mà cá dạ. Cũng nó thùng lâu rồi, nó thùng còn kia. Để mình qua bên đây. Với lại anh đòn cả anh một mông một hơn rồi. Đây. Trời ơi. To dữ vậy? Con đây bình thường con thử gấp đôi nữa. Wow. Có con làm con heo vậy. Con này cỡ 8 kg chứ mày. Thôi. Con này câu á, câu. Sao? Mực quá chứ đâu. Con nó khổng lồ rồi. Lắm lên rồi. Dạ. Làm chả phải thủ công á. Nhưng mà em đã từng ăn cái dầu của con này rồi. Dạ, hôm nay vậy em ăn tới một mình. Dạ. Một mình Linh ăn con này nổi không Linh? Em ăn 2 cái Tết. Rồi. Bên kho của bạn mình nha đây. Rồi. Em thấy không? Không bằng sự miễn vào. Rồi kệ mình ráng vô. Vô luôn Toàn ơi. Anh cái này là âm mười mấy độ luôn á cả nhà. Đây wow. Oh. Oh, anh lên vô anh. Bây giờ trời nóng, lá cô lò nè, lá rồi. Wow. Anh làm cái gì? Wow.
đó. Ồ. Đây là quá lạnh rồi cả nhà ơi. Quá lạnh luôn anh em ơi. Cá đâu rất nhiều luôn rồi. Không biết camera có thấy nổi không, sương mù. Đây là rất là lạnh luôn, mới bảo quản được những cái con cá ngừ, những cái miếng cá ngừ. Đây có người đại dương đã phi lê để gửi đến cho khách hàng rồi Lộc ơi. Đúng rồi. Đây thì mình đã vào tận xưởng rồi cả nhà. Cả nhà nào mà có muốn đặt mực này á, đặt mực hay đặt cá ngừ này kia thì có thể liên hệ qua bạn của Toàn nha. Ủa vậy anh đặt qua mình định nắm không? Ôi thôi, kéo qua anh em ơi. Ồ quá lạnh luôn rồi. Lạnh quá anh em ơi. Rồi số điện thoại mình sẽ để ở đây để nói cho chung, cả nhà có thể tham khảo nhiều lắm anh em ơi, mà mình vô lạnh, nó lạnh dữ. Lạnh nhưng mà lạnh sơ sơ, còn có lạnh vô tới xương luôn. Lạnh rồi chứ sương mù nó nhiều á. Nên anh em mình ít có thấy, chứ hôm nay là công nhân người ta nghỉ sớm nè. Chứ bình thường ra là người ta phi lê có người mình quay đẹp đó. Toàn cũng hay quay ngồi đây nè. Ok. Chứ rồi, bình thường, bây giờ đi đâu Toàn ơi? Đi mình đi đi xuống cảng. Ở đây thì có thể gọi điện đặt trực tiếp, có ship đi các tỉnh này kia không Toàn? Ship toàn quốc luôn á. Đi thường ship cá con vậy á, ship cá con thường mấy nhà hàng á, người ta đặt đi đám thùng bỏ bỏ đá. Đây là anh Hôm nè, chồng của đi á. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài biển để con anh em cá mình chuẩn bị cho buổi tiệc ngày hôm nay. Đi theo chân của chồng bạn mình thì dẫn anh em đi đi ra ngoài đó. Anh chờ luôn em cua xe lại. Mình dứt thôi. Thì mình lên. Anh dẫn luôn em đi nha. Chuyện thử thách siêu to khổng lồ. Con mực đấy là làm chả ngon lắm nha Lộc ơi. Cá ngừ. Không, con mực to to này nè. Làm chả ngon lắm. Chả mực mình ăn với bún đậu này kia đó. Ngon lắm. Rồi, mình đã tới cảng cá rồi cả nhà ơi. Đây là cái số lượng tàu đậu ở đây nè, quá trời luôn. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Và ngồi đây ăn thì còn gì bằng nữa. Tuyệt vời. À đây, đây là chị Ni nè cả nhà. Đây là chị Ni. Nãy em có ghé qua em vô tham quan cái kho á chị. Mà cái hơi lạnh đó, nó sọc lên mà kiểu như mình bị ngộp luôn á. Và số lượng hàng ở trong đó rất là nhiều luôn cả nhà. Đây nè, xíu nữa lập Toàn cho mấy em
cho mấy anh em xem đa phát của chị đây. Hello, hello con. Trời. Xíu nữa Lộc với mọi người xem đa pháp của chị đây. Thật sự nếu những đầu bếp sushi ở bên Nhật đều người ta biểu diễn thôi chứ nếu cái trình của chị đây cao lắm. Thật sự nếu đầu bếp bên Nhật người ta biểu diễn gọi là đẹp mắt thôi chứ chị đây. Nhưng mà chị Ni biết sẽ không? Không. Một cái thật sự nếu phi lê ra thịt rồi thịt xương rồi xương thì phẩm là tầm mấy phút rồi. Đây đây ơi. Nó kìa. Đây là để rửa rửa sơ anh em ơi. Trong đây còn con nào không anh? Trong đây còn con nào không? Quá đã luôn. Để em vô em coi thử còn. À dạ tối rồi, không chạy không cần rồi. Dạ. 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 Dạ dạ. Cỡ trong kho cũng còn mà bây giờ nó trong máy. Con này là khoảng bao nhiêu ký vậy Toàn? Con này chắc cỡ 30 ký vậy. À. 36 anh. À. Cho mình rửa cho nó bớt đá nó đang ở trong kho đó. Cái lạnh mà. Tao nghĩ là nó phải có độ lạnh vậy nó mới bảo quản đúng cá tươi được. Thì nói người ta nhét đá ở trong. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhét đá ở trong để bảo quản cái đầu tươi nó lưng. Em nghe Toàn nói về đao pháp của chị em tò mò quá. Anh Hải mà nhìn đao pháp của chị là ghiền luôn. Anh Hải sơ ba. Anh Hải sơ ba anh ăn nhà hàng sushi mà anh công nhận chị là đao pháp chị rất là đỉnh. Dương coi chừng sau lưng nha em. Dương cẩn thận. Coi chừng trơn á. Mát. Qua đây đi Dương cho nó an toàn. Để anh em cầm thử anh. Cầm thử coi lên tới đâu. Nặng nha. Ôi. Ờ tới Dương, sao Dương? Ủ em đây. Đi. Để em. Rồi, 2 3. Ờ đây là bạn mình đang thử cái độ chất lượng của con cá này. Vậy chất lượng là ổn không bạn? Ok. Sao mình biết là ổn chị? Mình nhìn cái màu thịt đúng không? Thịt nè. À nó dài. Tươi à, tươi á. Giống như cái cây sơm gạo ở miền Tây. À đúng 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 đúng. Đây anh. Vô. Mà lạ đây sơm cái ngự. Ê chị thử em được không? Bịch ruột luôn. Chắc cỡ đó là sô cô la rồi. Wow. Em. Cá này anh em nhìn nó tươi không là nhìn con mắt nó nè. Trơn trơn. Đúng rồi, con mắt rất là trăng nè. Bự ha. Con nó bự hơn. Trời ơi. Ê nói nghe này cho em quay cái cảnh còn con cá nguyên được không? Đi qua đi. Rồi. Rồi rồi. Từ từ hết đâu sao nó không vàng nhận nước đâu. Rồi. Chị bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi chị? Hơn 20 năm rồi đó. Hơn 20 năm rồi vậy là bằng tuổi em rồi. Chị sẽ có người chị biết sẽ heo không? Không. Không à. Chỉ có người chắc con lớn nhất mà chị xẻ là bao nhiêu ký chị? 120 ký gì cho bạn em nè. Vậy là Linh là con nếu mà xẻ là con lớn nhất rồi. Một con 120 ký là thấy khủng qua đây nè mới thấy rõ nè Dương. Rồi cái phần cắt cái đầu nó ra là một trong những cái phần mà rất là vất vả đó cả nhà. Siêu bén luôn á. Trời ơi. Đánh không? Ôi. Tên gì chị? Tên Phượng. Chị Phượng. Chị Phượng sẽ coi các người này nếu mà là thành phẩm hết luôn á là tầm mấy nhiêu phút chị Phượng? Làm thế làm sạch hết lên chắc khoảng 15 phút. 15 phút. Ồ. Quá chuyên nghiệp. Đấy là làm sạch sẽ luôn á. Làm sạch sẽ luôn á. Chứ còn phi lê ra xương thì nhanh đấy. Chưa tới 5 phút. Nhưng mà kiểu như con này là nó đã có bỏ trong cấp đông ở Toàn nên máu nó sẽ ít hơn đúng không? Nếu mà con mà mới bắt lên là đúng sẽ rồi. Ra là máu nó tuôn ra luôn. Ở ngoài biển là người ta câu lên là mình bỏ bụng luôn. Là bỏ hầm đá luôn. À. Để bảo quản cho nó lâu đúng không? Đúng rồi. Bỏ bụng xong mình nhét nó vô trong bụng á. Ôi. Chị phi lê là sạch thịt sạch luôn, không còn dính nước xương đâu. Tự nhiên là nó sát xương luôn. Đúng rồi. Cái này là mình ăn sống được không vậy? Được. Được. Đang ăn sống mà. Ok, một miếng nữa. Xíu nữa mình ăn sống mà. Dạ, tiếp chúng ta. Đó, về nghiệp đấy. Không hề tanh nha. Cho em miếng nào. Đây, còn thiếu nước chấm nhiều không? Cho vợ em ăn.
Phong thử ơi, Dung thử không? Anh phải thử đọc trước rồi phải đưa đi cho em. Được không? Không, thái chỉ phi lê là sạch luôn à. Em từng coi mấy cái clip ở bên Nhật người ta sẽ người ta phải dao này dao kia. Đúng rồi. Ở đây vậy đúng một con dao. Đúng rồi. Mà con dao đây chị kêu có mấy chục ngàn, 20 ngàn, 30 ngàn là cái à. Còn bên kia một con dao bên kia là cả 100 triệu. Đúng rồi. Bây giờ là dao chặt nè. Chỉ cần hai con dao, một con dao chặt xương và một con dao để phi lê thôi. Đó. Chị đây là chồng chỉ là không bao giờ lớn tiếng với chị. Rồi, đúng rồi, em đứng ở đây mà em không dám thở luôn. Đây sạch sạch luôn Lộc. Quá sạch luôn. Không, đơn giản không? Cái xương này sẽ làm gì Toàn? Cái đây mình nấu ngót á. Nấu ngót mình ăn bún quá ngon lắm. Xong. Bây giờ chị sẽ làm sạch sỉ, chị lạng da sạch sỉ ra. Cái đây là cái răng nè. Nó có cái màu xanh xanh là cái gì vậy Dũng? Mặt bị dập mặt á. À cái mặt. Con này bị bể túi mặt. Nên là nó mới chết nên nệm đây nè. Câu lên là bị bể túi. Con thử dưới đây không vậy? Con nào câu cũng bị bể luôn hay là chỉ tùy con? Không phải rồi. Do người ta móc men trong quá trình người ta lấy lòng ra. À. Những con cá mà tìm thấy đó, trên là nó đỏ. À bà chủ kìa. Chủ ngại. À ở đây nó sẽ có cái xương xé nữa. Đây là chị lấy cái đường cái phần thịt đen là mình không ăn sống được. Cái này là mình phải chế biến rồi hả chị hả? Cái này đúng rồi. Cái này mình nấu như mình kèm như cái xương cá nãy. À em tưởng là cái nào cũng ăn được không. Nhưng mà có những cái phần này là không có ăn sống được cả nhà. Đúng rồi. Là mình đi nấu sẽ tạt đúng rồi, nấu canh rồi. Cái được nấu chín thôi. Nấu chín. À. Không ăn sống. Giống như ăn bún cá, bánh canh cá này kia đúng không chị? Đúng rồi. Nấu bằng cái phần đó. Đúng rồi. Một ngày cao điểm nhất là riêng chị là chị sẽ khoảng tầm nhiêu con chị? 30 con cũng được. 30 con. Chị Phượng em hỏi câu này chắc là chị Phượng nói là em sao mày hỏi bao nhiêu tiền đúng không? Dạ không. Chị nhắm mắt thì sẽ được. Nhắm mắt là đi đường giao sợ lắm. Đi được nha nhưng mà kiểu như sợ bị lạng vô thôi. Thấy giờ bán không? Bán quá bán. Vậy chị. Ghẹo chị á chị. Thấy về lề cả da là sạch bóng luôn nè. Cái phần da hầu như là không còn dính thịt luôn. Đúng rồi, cái phần da đấy mà là mình khi mình ăn là mình phải cạo sơ cái lớp vảy ở bên ngoài rồi mình nấu. Đúng rồi, ngon lắm. Đây là cái răng hả chị? Răng. Nó dài đúng không? Nhưng mà đa phần là cá ngừ này là sẽ đánh bắt ở vùng biển của Bình Định hả Toàn? Ngoài khơi. Nếu con cá mà mình ăn sashimi ngon nhất là mình nghĩ phần bụng nó béo, có gọi là sơ mỡ. Tận mắt chứng kiến nè. Một lát cái thành phẩm là như thế này là coi. Cái này là thành phẩm mình. Đúng rồi, thành phẩm. Bây giờ là bưng lên cạn miếng. Còn lên là mình ăn sống được nè, còn cái phần đen đen này mình không ăn sống được nha. Này là phải chế biến lại, phải nấu chín thì coi đào pháp chỉ còn mật muối một chút xíu thôi, còn cái nhà muốn xem qua kênh cũng rõ sẽ lập nha. Còn con mực của má em mình kia lên ở sau lưng em kìa. Đây thôi bây giờ mất khi ở mấy mất được năm mươi chưa thấy. Làm gì ngon vậy? Nước sa tế đậu gà quá bí. Bán đó. Chỉ mà cần một con dao mấy chục ngàn Lộc ơi. Còn thấy nước ngoài một con dao vài ngàn đô. Đúng rồi, đúng rồi. 60 ngàn. Ôi. Ngọt ngay luôn, ngọt ngay luôn. Đó là cái da không còn miếng thịt nào luôn. Do tiếc là đợt Lộc ra không có trúng trúng chiến ghi vô Lộc ơi. Ghi vô tấp nập là cá rồi khiêng giác rồi. Coi lên liên tục đúng không? Hấp dẫn. Đó thì cả nhà kéo qua kênh của Toàn để coi những cái cảnh mà khiêng cá đó nha cả nhà. Đúng không? Chị kênh đang... của Toàn là Toàn đang sân vượt vlog. Toàn đang sân vượt vlog. Chị Phượng thấy vậy chứ lên nhiều kênh YouTube lắm á. Chị Phượng nè. Em thấy người ta có cái pha bẩn xương nó giếm 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 gi
À, cá hồi là chị cũng phi lơ được luôn. Qua cái bụng căng căng rồi chị lỡ cái tay một cái là chị có làm cá heo chưa? Không có mà làm chứ không phải là không làm. Thôi bữa nay làm thử luôn đi đó, đang đây. Gọn, gọn gàng. Rồi từ lúc mà xẻ cá giờ là chị được bao nhiêu căn nhà rồi? Chị làm được hai mấy năm rồi Lộc ơi. Năm căn à. Năm căn hả? Không có tiền để làm ngon mà. Nhưng mà em thấy khó một cái là chị mang bao tay. Đúng chị rồi. Mang bao tay đó chị sẽ nó sẽ kiểu như cảm giác á nó sẽ khó hơn là mình mang cái tay không á cả nhà. Không nhưng mà mang bao tay thì rất tự tin làm. Đúng rồi. Do cái da nó bén á Lộc. Dạ. Da nó bén. Giờ bao nhiêu năm rồi giờ không mang bao tay lại không nếu quen. Nếu cái phần đây là nướng ăn ngon ngon lắm lên ơi. Dạ béo à. Cái phần nó có sẽ mỡ. Nãy giờ em tính giờ là chưa được khoảng chưa được 12 phút nữa. Do toàn dạng dạng là chị Phượng làm chậm chậm để anh em quay clip á. À. Chứ bình thường là mình không nhìn kịp cái đường dao chị Phượng đi đúng không? Đúng rồi. Ê nhân phiên ký hiệp vậy á. Đúng rồi. Thường là chỉ thách miếng có chỉ liền đây rồi chứ quơ vậy nè. Ê ghê á. Vũ giống như mấy bộ phim mà Trung Quốc vậy á Vũ ha. Quơ quơ mấy cái rớt xuống nguyên cục tịch vậy mà. Còn anh em nó thì mình làm gì ta? Nấu chung kho kho hoặc là mình nấu thơm cà lá hành rồi nấu nước á ngon á. Thế nếu bình thường chị bình thường ở đây cái đoàn tàu người ta đậu ở đây thì bao mấy giờ là người ta ra khơi chị hay là tùy theo cái thời gian người ta mới ra khơi? À. Dạ. Phượng lên hoài mà. Chị Phượng có chỉ học việc mà lọc cá nữa không chị? Có em không ai từ đây hết. Khổ quá là này khổ mà từ đây hết. Dạ. Kiểu này phải tỉ mỉ lắm cả nhà. Làm hai mươi mấy năm rồi mà. Nhưng mà công việc quá quen với Phượng nên đa pháp càng ngày càng cao. Em có thằng em cầm máy này nè, nó khả năng nó lọc cá cũng ghê lắm. Lúc trước mà phim Trung Quốc bây giờ mà phim Quốc còn chiếu phim cái hiệp là chị Phượng là cũng diễn viên chính lên rồi. Đúng rồi. Cái phần bụng xíu mình ăn sống ngon lắm nè. Nó có sữa mỡ nó béo. Cái này mà mỗi người một tảng vậy ăn ha. Ăn tới chiều luôn. Không có cho một cục phi lê đó. Cái gì Hugo? Làm thử miếng được không? Để gì Hugo? Luôn nguyên cục luôn. Ốm nè ngủ mới. À xương nè, xương. À, xương quá. Để ăn luôn. Bây giờ thử thách đi, ăn hết được như một loại, bốn loại ăn hết trước. Cọc chét bộ 4-5 kg á. Năm sáu kg, ăn không hết đâu. Cái ngọt ha. Ngấy rồi. Cái này ăn mà nữa là ngấy rồi. Già bán không? Đi lọc thịt luôn. Trời ơi. Lọc thịt. Này đưa mình là đưa miếng nào ăn đó. À. Cái này là nướng hả Toàn? Nghe cái phần bụng này là nướng nó sẽ ngon. Nướng hoặc là mình ăn sao chạm nó chỉ phi lê ra nó có cái sơ mỡ mình ăn nó béo lắm. Vì cái phần bụng cá nó có sữa mỡ mình ăn nó sẽ béo hơn trên cái phần này. Hôm nay thì tận mắt chứng kiến cái cách chị Phượng làm thì mình mới thấy là để ra những cái thớ mà thịt cá ngừ cho đúng mình rồi. Ăn sushi hay là sashimi á công phu lắm. Hay mình về mình ăn cá ngừ này kia mình sẽ trân trọng hơn. Là pháp quá đỉnh luôn, chỉ cần một con dao 60 ngàn à. Nãy giờ là thấy chị dùng hai con dao thôi. Đúng rồi. Một con dao lọc với một con dao chặt xương. Mấy thanh niên bán dao nhật đồ này kia gặp chị khóc hét rồi. Hết thét luôn à. Hết kiếm cơm rồi. Hết kiếm cơm rồi. Mà dao cũng siêu sao mày á. Quá đáng là cách tay nghề của chị Phượng là chỉ biết mài. Khi mình dùng là ngày nào mà là nó lục là chị Phượng phải mài lại. Chị tự mài luôn hả chị? Tự mài luôn. Toàn cái da đó là mình bỏ thôi chứ không, mình đâu có làm cái nữa. Da nếu mình nấu với thơm cà rồi mình cạo dãy ra mình chặt miếng nó ngon lắm. Phần da nó mới béo. Phần da nó béo lắm. Tận dụng hết. Đúng rồi. Tấm bột chiên xù lên. Phần da béo rồi Lộc ơi. Béo. Cạo ở đây nhọn ngon lắm. Dạ đúng rồi. Cạo phần dãy. Nhìn chú giống như là chú có đi biển à cả nhà. Nhìn chú lực lưỡng kiểu cơ bắp quá. Chú dân biển mà. Trời ơi. Nhìn chú con đi biển được không chú?
Cỡ này đi biển được không chú? Đi biển được không? Không được. Cho Linh ra canh ghi, không nước. Rồi, gần xong rồi cả nhà. Canh ghi không nước được. Xíu nữa chị bị chị phi lê cái phần bụng này. Cái nào làm chơi vậy? Nướng hay là ăn? Cứ làm mà. Đó, bây giờ chị sáng nướng ngon thì để cái đó nướng thì... Sáng luôn. Có đường cái mật nó bị dính vô. Ờ, bây giờ lạng. Chú mổ bị bạch mặt phải không? Có đấy, chú mổ bị bạch mặt. Đó là do tầm nó không phải gì, mà nó bị dính vô. Đây bây giờ là anh ăn nướng hay là anh sashimi vậy mấy bạn? Anh nướng hay ăn sashimi? Cái này mình... Lên kìa, lên ăn nướng hay ăn sashimi? Cái này hả chị, cái phần này hả chị đây? Nướng đi. Phần này nướng đi chị. Nướng đi. Hay là làm dễ? Làm dễ đừng à. Rồi xíu nhờ chị Phượng chị con có con mực chị phi lê và con mực cho anh em lâu lâu anh em làm chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp thiệt luôn á. Thấy ổn không Lộc? Còn dễ mà chị cầm chị kéo nha. Đó, sạch dễ không? Kiểu mình càng sợ chúng ta mình sẽ làm không, không liên tục có bà được. Bà Phượng thứ hai luôn á chị. Có mình bà Phượng này luôn hả? Đúng rồi. Chắc này là nhân vật này là trong phim mà Hai Phượng rồi. Chị gọi điện không được thì chị lên nhà chị tìm. Tìm là chừng cho ra thôi. Mấy anh em nào mà cứ có nhu cầu mua hải sản, mua cái người đại dương đồ mực mực lá khổng lồ thì mấy anh em cứ liên hệ vào số điện thoại của Ni nha anh em ơi. Số của chị Ni là số mấy chị Ni? 0985205820. 0985205820. Chuyên về cá ngừ và các loại mực hả chị? Hải sản luôn. Đó. Nay thì mình đã quay tận mắt cho cả nhà xem một cái quy trình mà làm cá ngừ của bên chị Ni như thế nào. Rồi rồi anh em vô ngượn tảng đi. Tắt cái đỏ đi em. À. Có bao nhiêu đi? Bây giờ để cho đây là tờ cho nó gọn lại hết chị. Đây thì em cũng tâm sự với chị Phượng á là em ăn cũng phải khỏe nên mình em ăn miếng này nè, còn bạn Linh là ăn miếng bự này, bạn camera là ăn cái miếng này, em đem đồ xuống đây còn cái miếng này, mỗi đứa ăn mỗi miếng. Bây giờ là ăn dài nha. Đây có tên gì của anh bà? Linh. Linh đang khóc tay ăn đậu đây, còn Lộc là sang cái lại bụng lại cái đậu đây đó, thấy cái đứa này ăn hành. Cái chị Phượng hết hồn, chị Phượng nói cái này là nó nhiều ký hơn. Vậy nhìn đi bắt hết hồn đó. Ăn hai cái Tết chắc không xong mà. Rồi thì chút nữa mình cũng sẽ quay cái cảnh mà mình thử luôn cái cá ngừ này nó sashimi nó như thế nào. Rồi cả nhà có kéo qua kênh của Linh đó cả nhà để xem coi bữa liên hoan của mình với những cái món mà cá ngừ hay là mực nó sẽ như thế nào luôn nha. Tại vì cái clip đó là chấn động á. Đó. Đó. Ok cả nhà. Trường đi mới tới rồi. Rồi. Hả? Cái đây là chị Phượng chỉ xíu nữa mình úp nướng nha anh em, vì cái phần bụng nó béo ăn rất là thơm. Cái này hồi trước tối. Ơi có cái đèn. Có đèn mà. Không có đèn nó không biết còn xài được. Còn. Đây có đèn thế. Đèn hết vô cản mà. Bây giờ ai muốn đi spa tại đây không? Rồi kéo mấy nãy rồi. Trong đó là cá nguyên con không hả chị Ni? À, kho lạnh. Nguyên con là cá bữa mua đây là chuyển đi hết rồi hả bạn? Trang gì đầu là mua nhiều không bạn? Cỡ bao nhiêu con? Cỡ chừng bao nhiêu thôi. Cả ngàn con hả? Qua đây nè hả bạn? Qua đây nè Dương. Rồi chừng nó lạng á. Ni ơi, đây là à, số thầu của chồng hả? Hai cảnh. Rồi luôn. Số điện thoại này là của chồng của chị Ni. Thằng kia thấy cũng có bản kìa. Vũ chèo được không? Khấu á. Không phải khấu, giống như nó có một cái dây giống như là cuốn hẳn. Cái đó là thuyền hút cả nhà. Con nào cũng phải có. Cái này mình sẽ từ cái đây mình chèo ra cái thuyền lớn đúng không Vũ? À, cái này em có lỗi. Đây, nếu mà thuyền nó cập vô thì nó kiểu như nó bị không, cạn quá cả nhà. Đi thuyền thúng vô. Mà anh thắc mắc là nếu mà cá thì vận chuyển sao? Vận chuyển sao từ thuyền mà lên đây? Ra cái ghe cập vô đây. À. Lên. Bưng từ ghe dắt từ ghe đi lên.
À, ý là em bay cho thôi chạm đi cho bay bay thẳng ra bên kia này. À, em lấy cái camera ghép cái làm lấy một con. Lúc trước là Dũng cũng có đi trong đội đó hả? Em bay em đi ghép cái cần tia là cần câu cũng có nè. Cái tia mấy cái tia cây sào dựng đứng đi. Cho lên cao đi. Để bốn ghép. Ở trước hai cần, ở sau hai cần. Ý là mình sẽ thả cái lưới, thả cái dây câu xuống. Dây câu kéo ra ngoài đầu ngọn á. Đầu ngọn đó, có một cái ganh nữa, cái ganh màu trắng nữa. Đi, rồi cột cái cọng cước nhỏ. Cọng cước nhỏ xong cái con cá nó ăn là nó giật đứt cái cọng cước đó, xong nó kéo dây đi. Có cái ganh nó giữ lại, nó kiểu cái phao đó. Nó giữ lại cho con, nó giảm bớt lực con cá nó kéo đi á. Rồi mình ra mình cầm hai người kéo lên. Mình lừa. Nhưng mà chắc cũng phải lâu lắm cho nó mệt hẳn rồi mình mới kéo chứ lúc nó sung quá mình kéo đâu nổi. Lúc đầu thì con cá nó ăn vô thì nó đi rất là nhanh. Thì ầm vậy sao cái mình lừa một chặt là nó sẽ đi từ từ. Mình kéo từ từ lên. Vậy là mỗi lần câu á có thể là tối đa câu được 4 con cùng lúc. Được. 4 con cùng lúc là do có 4 cái hai cái ở đầu hai cái đuôi ở nhà. Nếu mà gặp cá nhiều thì nó ăn liên tục. Một đêm câu phải được vài chục con. Trời. Lúc đầu là cứ anh cứ tưởng là ở đây là mình giăng lưới nhưng mà ở đây là mình câu. Này câu. Nhưng mà để ý kỹ là ở ngay phần đầu con cá nó hay có một cái vết móc á, là khi kéo gần tới gần tới thuyền là sẽ móc vô kéo lên đó cả nhà. Đó. Là Vũ đi là Vũ từng câu được con cá là 93 kg. Con cá đó là kiểu như là lớn nhất từ trước tới giờ em câu luôn. Đúng rồi. Còn cỡ năm mấy ký trở lên là nhiều. Đúng rồi. Rồi thì bây giờ các anh em mình cũng xin phép là thưởng thức cái món cá ngừ ngay tại chỗ và làm một buổi liên hoan bên kênh của Linh nha cả nhà. Ok. Tự lấy dao tự cắt tự xử luôn á. Trời ơi bao tay nhỏ quá đi vô không làm. Đúng mẹ đúng người thấy về luôn chứ. Lên. Từ khi ra mấy anh em ra hết rồi. Cần vô luôn chục. Đúng sớ đúng không vậy? Oh. Đó nhìn miếng cá đó không? Từ xanh luôn. Đổ bực này chung. Ngon quá. Nó mềm. Mềm tan. Dạ. Yeah. Hôm qua con mà mang lên trong cái tiệc mà đón anh em là cũng tươi ngang ngửa con này. Chị mà gặp chị đưa cái dao nhật cho chị nữa, chị làm chắc còn nhanh hơn nữa quá. Nếu chị cắt thì cả là dao nhật mà em không biết mà thì em xà rồi em cũng bỏ. Đó, có nước chấm thần thánh rồi. Cảm ơn bạn Toàn. Đó. Cái nước chấm này là bên đây có bán luôn không Toàn? Không Lộc ơi. Còn thấy thịt cá không ông Phụng? Lộc. Quá đã. Cái có cá này cái gì vậy? Ăn mánh luôn. Rồi. Để mình sẽ cuốn một cuốn là Phụng. Đó. Nhưng mà chị Phụng có hay ăn cái này không? Để vậy cuốn cho chị phụ một cuốn đi chị ăn nãy giờ rồi hấp dẫn nha đây bạn ơi thôi từ từ thiếu một miếng xoài đồ miếng qua cho bì vô cái ăn xoài được không dạ không được. Chắc xoài chua ăn được á dạ được nhưng mà để ăn riêng đi đây bạn ơi đó đó đâu chấm cái đậm đậm vô phụ bạn Toàn nhiệt tình quá rồi để nha cuốn cho lọc cho ờ ok làm miếng ăn sao bỗng có khóc nè chụp sạch luôn không nằm xí mỏ luôn là qua sơ bì đúng không nào vô ơi nó nằm lắm vô ơi nằm lắm qua sơ bì mà chơi một lần nhiêu đó là thơm lắm á thơm lên này Trung ơi mình sẽ cuốn cuốn cho bạn Toàn của mình thầy Lộc ơi này giống này giống như mình cuốn truyền cho nhau vậy đó đúng rồi đưa ông Linh ngon mời Toàn nha tanh ông Linh không tanh đúng không hồi nãy mang cái kia em nạo ra mà còn không tanh mà cùng mấy ơi vô 2 3 vô mọi người nha mời cả nhà chào Lộc ăn kiểu nó tan trong miệng đúng không
mình đang nghe cái tiếng của con cá ngừ nó kêu. Nó nói là tại sao lại bắt tôi lên khi tôi đang vùng vẫy ở đại dương. Nhưng mà vậy thì nó chứng tỏ nó tươi lắm nên nó thì nó mới xuất hồn rồi thôi là nó bị bắt rồi. Nó hùng ngợn quá. Em muốn ăn thử cái thịt không? Đây. Mời em nha. Mời cả nhà. Đỉnh luôn nha. Đó, qua miếng thịt nè Đậu ơi. Đậu quý luôn. Quay chắc phải quấn một quấn cho chú Thiện, cho bác Tài. Không mà bác Tài vô luôn. Chú Thiện ơi, mình sẽ ăn vô đây. Thử một miếng chú Thiện. Chú Thiện cho không ăn, không ăn cá sống. Sang vô đây. Vũ ra đưa sang làm một miếng trực tiếp này đi. Nó đẹp. Mình quay mình quấn chung với Dương. Em xong quấn cho chung. Sao? Đành lên này. Anh quấn ăn rồi hả đó? Chí cay quá. Chí cay đúng không? Đó. Chí cay thì giải ớt thôi anh. Đây, đi chấm chung. Đây có mấy đeo kim nữa nè. Chú Bự. Béo không? Không. Béo không ăn không? Béo không tạc không? Dương, đây em. Nhiều nha. Nhiều đó. Anh uống cho Dương chưa? Đây, anh uống cho Dương nè. À, Yến ơi. Trung ơi, anh sẽ mời người em Dương nè. Trung, Trung. Đây rồi. Rồi, mời. Mời cả nhà nha. Ủa, chấm vô cho anh. Chấm rồi, anh chấm rồi đó. Tròn. Em kiểm tra gì vậy rồi? Vậy có cơm mù tạc không? Không, không, anh ăn được mà. Nè, con. Không, không. Sao em, thấy sao? Nhất nhất. Ngon. Sao rồi? Nó tan răng miệng luôn đúng không? Đúng rồi. Ôi ôi. Có mập đây, có mập đây. Vượt quá trời, vượt mới đưa em. Nhưng mà Toàn ơi, Lộc ăn, tự nhiên Lộc ăn mấy con cá sống này nè, là thèm những cái món mà chín chín á. Giống như mực rang hay mực mực mà khìa của Toàn á, Toàn có mang đi không? Có Lộc Lộc cầm giúp Toàn để mình xin phép là phải mình đã đặt 30 hũ bên Toàn để đem về tiệm á cả nhà. Bây giờ mình phải cho cả nhà xem ở bên kênh mình món mực này rất là hấp dẫn của bên bạn Toàn nha. Đây là mực riêng của mình nha anh em ơi. Anh em nào có nhu cầu mua ủng hộ mình thì cứ liên hệ Zalo trực tiếp số này giúp Toàn nha. Số điện thoại đọc luôn. 0937 6836 139. Đúng rồi. Anh em cứ thử hũ 300g nha anh em. Đây. Đây camera ơi. Em. Một hũ 300g nè. Em có gì anh? Đó. Đó, bị mình có ớt nữa. Con tươi, con tươi. Qua. Đã chưa? Cái ăn là sống mà ăn quá này, cái cứ như mình là quay là thăng bằng rồi. Quay là mặt đất đúng không? Đã rồi có một phút này thôi mà ăn quá tuyệt vời luôn. Quá ngon. Cái mực thanh vị mà. Đúng rồi. Một cream á. Mực này một hũ là bao nhiêu Toàn? 140.000 thôi cả nhà. Rồi. Đây, em định xác này. Về xác cho Phụng thưởng thức một cái. Ủa cái này ăn được luôn hả Toàn? Nó béo, nó ngon hơn cái thịt trên đây. Nó có sữa mỡ. Đúng rồi. Ngon quá. Cái mình xin phép là mình ăn cái này nữa rồi mình sẽ kết clip luôn cả nhà. Để hôm qua bên rồi. Kia ăn với Linh á, mình phải ăn thì với Linh một nguyên tảng thì sao mình ăn nổi. Đúng rồi. Đó. Không nào, mình không quay clip nữa. Để anh em mình review thử cái phần thịt bụng của con cá. Sao mỏi chân quá Linh? Dạ không, để ở đây nhìn nó xó thịt nó ấy, cận, nó cận rồi. Hơn. Dương Dương. Đây Phụng ơi. Dạ. Để cắt cái miếng nào nguyên nguyên cho nó đẹp xíu. Cái này phần da nó ăn dai không vậy? Dương. Dương. Dương cầm máy. Nó dai sao? Đây là Dương ơi. Đây. Nó có cái phần sơ mỡ nè anh em ơi. Để mình chấm thì có khỏe không? Có chừng cay à. Cay không? À không cay. Không cay. Không mạnh đi. Yeah. Cái củ lên không cay. Nè mở nè. Củ wasabi ha. Đúng rồi, đây Phụng ơi. Rồi. Wasabi tươi nữa. Lộc mới nghĩ ra mỗi cách ăn này là dành cho hai anh em mình Toàn thôi. Đúng rồi. Chứ mấy anh em khác ăn là nó sẽ bị rát. Cái này gọi béo không? Dùng thử lên đây. Đây. Cách này là dùng cho mình. Béo không? Béo không? Mình với Toàn thôi nha cả nhà. Cái gan đây là cá ngừ siêu cay cấp độ 7. Đó, cho anh chấm thử coi. Đây. Cũng nguyên một tôm luôn. Mời Toàn.
Chắc Toàn xin phép làm hết luôn đi. À hết luôn. Vô. À đây vô. Toàn thích thích cây cây. Toàn là thích cây với rác với cảm xúc thăng hoa cả nhà. Rồi. Mời anh em nha. Rồi. Mình cũng phải làm một cái để nó chứ. Chưa... Ủa bùng nổ khẩu cảm chứ lộn. Tỏi ớt xì dầu với tương với đậu phộng. Với đậu phộng giả nhuyễn, sai nhuyễn. Nó có cái phần còn sót cái phần da nó hơi dài. Mời cả nhà nha. Cái này nó bốc về ngon hơn. Ăn trực tiếp vậy là mới ngon hơn chứ. Dạ. Rất ngon. Ổn không phụng? Dạ. Nữa không? Cắt nữa không? Nữa, cho anh em vài miếng nữa đi. Đó, từ từ hả chị? Không, chị phải cắt dài chị mới sẵn được. À, à, dạ. Tuyệt vời. Em kẹp qua cho anh Toàn. Đó, anh em thấy. Bỏ đá vô thì đi. Phát đó. Rất là đẹp luôn. Anh em xem nè. Lọc qua xem phụng cái thứ cá này. Tươi quá trời luôn anh Toàn. Tuyệt vời. Thôi bây giờ mỗi anh em mình là sẽ làm một cuốn nữa. Sau đó mình sẽ xin phép là kết clip ở ngay chỗ này cả nhà. Để chờ đón một cái clip cực kỳ hấp dẫn. Cực kỳ hấp dẫn bên Linh nha. Ngon. Để xíu nữa dành bụng là mình qua bên kênh của Linh mình còn dùng nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ phép là quấn nha cả nhà. Ô, Toàn phi lên luôn hả? Đây không chị? Đó. Toàn sắp dung xuống. Dung sắp bèo không? À, sắp, sắp bèo á. Rồi, lọc mình làm riêng đi. Phụng. Dạ, lên ơi, vô lít. Lên đâu? Mắt lạnh nè. Đó. Trung làm miếng rồi. Đây đây lấy một phần muốn cho miếng cho Trung. Đây, Trung đây. Xôm vô. Anh em ngừng miếng nữa là mình dừng clip. Yến ơi, vô Yến. Yến đâu? Mắt lạnh em. Vô em. Anh đi làm miếng hả anh? Vô. Sang rồi đâu? Anh em. Đây. Đây. Rồi 1 2 3 mình cụm nè. 1 2 3 vô. Chấm vô. Rồi chúc cả nhà xem clip ngon miệng và biết thêm một món ăn mới đặc sản ở Bình Định nha cả nhà, Hoài Nhơn. Có dịp chắc chắn mình sẽ quay lại đây để mình quay cái cảnh mà chính xác thuyền tấp nập đưa cá lên, cái cảnh đó là tuyệt vời luôn á. Tuyệt vời luôn, siêu view luôn. Đã không Linh? Rồi. Thật sự là nó không có vị tanh luôn Linh. Nước sốt quá đỉnh đúng không? Rồi bây giờ chị Phượng sẽ giờ cái đây vô kho lạnh để xíu nữa anh em mình dùng cho nó. Em ơi, cho mình xin phép kết clip ở đây luôn em ơi. Dạ. Cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã đón xem video của bà chồng tụi em nha. Cảm ơn anh Toàn, anh Linh cũng như là team Sân Dược đã hỗ trợ tụi em quay trong chuyến Bình Định đợt này. Xíu nữa cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.